Bây giờ thì tất cả mọi thứ là Bảo đã chuẩn bị xong hết. Về mặt tinh thần thì đang chờ xem là không biết là khi vô trong thì gặp bốn bạn nữ sẽ như thế nào. Tại vì cũng hy vọng là bốn bạn nữ sẽ là bốn màu sắc, bốn tính cách khác nhau. Nhưng mà bây giờ thì bạn ấy ngoại hình như thế nào mình cũng chưa biết được luôn. Và nói chung cũng hy vọng là sau ngày hôm nay thì sẽ tìm được một cái người gọi là hợp ý với mình và sẽ bước tiếp với mình ở những ngày tiếp theo. Và ngày hôm nay thì Bảo đi cùng với một người thân ở đây. Thì đây xin được gửi lời chào tất cả mọi người. Mình là Quang Huy, là bạn cũng khá là thân với lại Nguyên Bảo ở ngoài. Mình với Bảo biết nhau là qua cuộc thi Én Vàng năm 2017 vừa rồi. Thì đối với Nguyên Bảo thì bạn này ngoài ngoại hình sáng, có khả năng diễn xuất tốt, rồi nói năng cũng lưu loát hoạt ngôn, thì bạn ấy còn có khả năng nấu ăn và nêm nếm các gia vị, cũng phải nói rằng là không phải là dạng vừa đâu. Cho nên là Huy nghĩ là ngày hôm nay khi mà Bảo đến với chương trình này, khi mà Bảo gặp gỡ bốn cô gái với bốn tính cách khác nhau như bạn Bảo nói, với cái khả năng của Bảo là về ẩm thực thì Bảo có thể tìm được cái người có thể làm bạn với Bảo, giống như tên gọi của chương trình là Ẩm Thực Kỳ Duyên. Bây giờ Bảo sẽ bắt đầu cái phần thử thách của mình trong vòng 2 phút là sẽ tỉa hoa bằng cà rốt. Rồi bây giờ cái mình cắt ra là mình được hình bông hoa là xong. Cô bé của anh đã được đón màu gì? À, cô bé gặp anh đã được đón màu đỏ. À, cô bé không được đón. Quá dạ. Trong bức tranh Mona Lisa kia mình là đẹp biết cái gì? Đó, thấy chưa, đừng có hỏi được. Quá rồi, đừng có hỏi lần nha. Rồi. Từ từ. Một võ sĩ Huyền Anh khi thi đấu có đeo máy đu găng tay? À, hai. Hai, một. Trời ơi, đáng không có tập trung được, từ từ được. Chưa bán dầu. Hết giờ. Giờ không có tập trung được nè, nó hư. Sau nửa chạy thì ai đến đêm mất 39 tiếng, tuy nhiên khi mới 20 tiếng. Sau nửa chạy thì ai đến đêm mất 39 tiếng, tuy nhiên khi mới 20 tiếng nó đã dừng lại. Mở đầu nó là đang nằm ở đâu? 5, 4, nằm ở đâu? 1, nằm trên đường ray. Sai. Câu hỏi cuối cùng. Một đá móc khóa bao gồm bao nhiêu chiếc chìa khóa? Cái gì không một nghe đó. Một đá móc khóa bao gồm bao nhiêu chiếc chìa khóa? 10, 12. Là không có chiếc nào bị chỉ. Biết móc khóa không thì cập đến số lượng chìa khóa. Hết rồi, giờ. Rồi, xong. Đây, chị mặc cái bông hoa. Đó. Dù gì chị đã hết giờ rồi. Bốn cánh đúng không? Dù sao cũng thua lại. Dù gì thì bà cũng phải ăn tắt. Rồi, bỏ mời Huy. Không. Cái này là Huy không ăn được phát đâu, cho nên Bảo thua là Bảo phải tự động chịu trách nhiệm với hành động của mình. Huy chưa ăn mà Huy thấy là Huy thấy sợ rồi. Thôi. Tắt bây giờ ngọt lắm mọi người ạ. Ráng lên. Còn một lần nữa thôi là xong rồi, ráng lên. Hãy cho biết cảm giác của bà sau khi ngậm hết trái tắc đi. Nó chua chịu không nổi luôn á. Bình thường ăn tắc được, ăn chanh được, nhưng mà mình phải cắt những cái lát thiệt là mỏng và chấm với một tí xíu muối thì ăn nó rất là dễ dàng. Thích ăn chanh hơn ăn tắc. Những đứa bạn mà nó chơi chung với mình hoặc nó đi chung với mình, khi mà nó thấy mình gặp phải một cái cười chứ, một cái hình phạt rồi đó là phải rất là hả hê. Phải rất là hả hê vì cái chuyện đó, tại vì mình không phải bị mà bạn mình bị. Bạn bè bây giờ vậy không biết là sắp tới. Đưa cho Bảo rất là nhiều option, nhiều cái ý kiến khác nhau, rốt cuộc chọn một cái người mà biết Bảo, ví dụ như là biết Bảo không thích người đó hay là sao, bạn này sẽ bác ý kiến ra, nhiều biết đâu là thì cái người này chính là cái người mà đi chung với Bảo Huy á, sẽ chấm cái bạn đó xong nhưng mà không cho bạn chọn người đó, ghê lắm. Đây, Quang Huy hứa là sẽ hỗ trợ cho Lê Nguyên Bảo nhiệt tình để tìm được cái người bạn đúng như tên gọi của chương trình là Ẩm Thực Kỳ Duyên, phù hợp với Nguyên Bảo từ A tới Z theo quan điểm của Quang Huy nha. Còn quan điểm của Nguyên Bảo thì sao Huy không biết. Mời tất cả các bạn hãy cùng đón xem chương trình Ẩm Thực Kỳ Duyên sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Đón xem tập 5 Ẩm Thực Kỳ Duyên phát sóng vào lúc 20:30 thứ 6 ngày 26 tháng 10 năm 2018 trên kênh HTV7.